Nhận định soi kèo Maccabi Haifa vs Kairat Almaty, 0 giờ ngày 8 tháng 7, vòng sơ loại Champions League, sân semi offer Maccabi Haifa là câu lạc bộ sở hữu kinh nghiệm thi đấu dày dạn tại Cúp châu Âu và luôn cho thấy khả năng tận dụng lợi thế sân nhà cực tốt. Trận đấu giữa Maccabi Haifa vs Kairat Almaty diễn ra lúc dạng sáng 8 tháng 7 thuộc khuôn khổ lượt đi vòng sơ loại đầu tiên UEFA Champions League 2021. Được thi đấu trên sân nhà trước đối thủ yếu hơn, Maccabi Haifa hứa hẹn sẽ dồn lực để hướng tới thắng lợi thuyết phục. Qua đó tạo lợi thế vững chắc cho trận lượt về trên sân khách, Kairat Almaty có phong độ ổn định giai đoạn gần đây. Tám trận vừa qua trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Kazakhstan, Kairat Almaty đạt thành tích bất bại với 6 chiến thắng và 2 trận hòa. Xa hơn, 20 trận trước đó tính trên mọi đấu trường, Kairat Almaty bất bại 18 trận với 5 trận hòa và 11 chiến thắng, thế nhưng khi hành quân đến sân của Maccabi Haifa, Kairat Almaty vẫn hoàn toàn phải ở thế chiếu dưới cùng mức được chấp 3 phần tư theo kèo châu Á. Đáng chú ý, tại Europa League mùa trước, Kairat Almaty cũng được chấp 3 phần tư theo handicap khi đối đầu Maccabi Haifa. Kết quả sau 90 phút tranh tài, đội bóng Israel giành thắng lợi với tỷ số 2-1. Maccabi Haifa là câu lạc bộ sở hữu kinh nghiệm thi đấu dày dặn tại Cúp châu Âu và luôn cho thấy khả năng tận dụng lợi thế sân nhà cực tốt. 20 trận tiếp khách trước đó ở mọi giải đấu, Maccabi Haifa bất bại 18 lần với 16 chiến thắng và 2 trận hòa. 3 trận sân nhà trước đây ở Champions League, Maccabi Haifa toàn thắng, ghi 9 bàn bàn chỉ 3 lần thủng lưới. Trong khi đó, đây mới là lần thứ 2 Kairat Almaty tham dự Cúp C1 châu Âu, sau lần đầu vào năm 2005, 3 trên 4 trận gần đây của Maccabi Haifa khép lại với chỉ tối đa 2 pha lập công. 6 phần 8 trận sân khách vừa qua của Kairat Almaty kết thúc với kịch bản tương tự. Thế nên việc nhà cái đề kèo tài xỉu trận đấu sắp tới ở mức 2 3 phần 4 cùng với đánh giá cửa trên sáng nước theo kèo handicap khả năng nổ tài trong 90 phút sắp tới là khá hứa hẹn.